dây. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Hết Sức Nhân Văn, Hát Mãi Ước Mơ mùa thứ tư. Do anh Đại Nghĩa có công việc đột xuất cho nên là Ali cũng sẽ là người cầm trịch chương trình ngày hôm nay. Và xin mời khách mời đầu tiên, danh ca Ngọc Sơn. Dạ, hôm nay anh Nghĩa bị bệnh. Dạ. Ủa, mới uống phê với anh trước mà. Là gì? Dạ, thì anh cứ về chỗ đi, tại em sẽ dẫn tiếp chương trình ngày hôm nay. Không sao đâu, không. Ủa, sao gì đâu. Hả? Dạ, dạ. Và khách mời số 2 ngày hôm nay đó chính là ca sĩ Võ Hạ Trâm. Wow, vui quá, được làm việc vui với chị không? Dạ vui. Ủa em đi đâu đây? Em là người cầm trịch chương trình ngày hôm nay chị Trâm ạ. Vậy sao? Dạ. Anh Nghĩa đi đâu rồi? Anh Nghĩa anh có công việc đột xuất. Dạ. Công việc gì vậy em? Em không biết nhưng mà chị thấy nguyên một cây hường lè đứng ở trong kìa. Nguyên một cây màu hường ứng đứng ở trong kìa. Ai đó. Nói về màu hường? Đó, em nghe cái giọng quen quen không? Đó, nguyên một cây hường lè mời bước lên sân khấu là thấy nguyên cây hường xuất hiện rồi mô. Dạ, khách mời thứ ba anh Đại Nghĩa ạ. Dạ. Vui vẻ không quạo nè. Làm sao không quạo được em? Đó, như em nói, một cây hường lè đứng bên trong đó, ai cũng thấy, camera cũng thấy. Có một mình Ali nó làm như nó không thấy anh. Nó lướt qua như một cơn gió. Anh tưởng ra làm gì? Ủa, cái gì vậy? Sao tự nhiên nó tràn ra trước mình rồi? Anh ngỡ ngàng, anh đứng lặng 5 giây trong đó để anh coi em nó làm gì. Nó ra nó giành. Mà bữa nay giới thiệu khách mời số 1, khách mời số 2. Em ơi, khách mời nào em? Người ta là giám khảo chính, em mới là khách mời đó. Thôi em đứng đây em chịu. Yeah. Trận nha, em chịu trách nhiệm với những gì em đã làm đi về chỗ nha. Đây anh trân trọng anh báo cho em biết, hai cái con người số 1 và số 2 mà em vừa mới nói đến á là giám khảo xuyên suốt của chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Dạ. Yeah. Còn giờ em có muốn anh giới thiệu em ra không? Dạ thôi không cần đâu, em xuống luôn được không ạ? Đâu, em là khách mời mà, ít ra anh phải giới thiệu một cái cho nó long trọng này, khi em bước ra cho nó rần rần chứ. Rồi vậy được, em vô lại anh làm em cái nha. Dạ. Anh làm em cái. Để coi nha, chiếm sóng của tôi, dành sân của tôi, lấn đất của tôi mà đòi tôi giới thiệu trang trọng hả? Đây. Dạ thưa quý vị, chúng ta đã gặp hai vị giám khảo đầu tiên, đó là danh ca Ngọc Sơn và giám khảo Võ Hà Trâm. Còn bây giờ là giám khảo khách mời, giám khảo khách mời. Ra đi. Hoành tráng quá, một sự giới thiệu cực kỳ hoành tráng luôn em. Rất hoành tráng. Có giới thiệu là may rồi. Chứ nó không là vừa rồi là anh vô chương trình anh cất luôn á. Anh cất bỏ tủ luôn á. Nói gì thì nói, mình cũng phải cho em mình nở mày nở mặt chút xíu chứ. Dạ thưa quý vị, Ali Hoàng Dương. Em xin phép về chỗ ạ. Dạ, về cái gì mà về? Đã mời ra đây rồi, bây giờ phải cho giao lưu và ba câu chứ. Dạ, dạ, dạ. Muốn về anh cho về nhà luôn. Đến với Hát Mãi Ước Mơ, em không có hát mà là người khác hát, hát thay chú ước mơ của những người khác, thì em thấy cái điều đó nó ý nghĩa như thế nào? Trong những cái tập mà em đã được theo dõi trên TV thì em cảm thấy là đây là một chương trình mang lại những cái ý nghĩa rất là sâu sắc, thay thế những cái người cần một cái điều gì đó tốt đẹp hơn trong cuộc sống, và nó như là người nói hộ vậy đó. Thì đó cũng là một trong những cái điều mà em cảm thấy là nó mang lại cái giá trị kết nối rất là nhiều. Bởi vì sẽ có những người họ có ước mơ nhưng mà họ không biết làm cách nào để thực hiện được cái ước mơ đó, hoặc là họ không có cơ hội để nói lên được cái ước mơ của mình. Có những người khác ở xung quanh, có thể là gia đình, người thân, bạn bè, hàng xóm, láng giềng, nhìn thấy, biết được, hiểu được và mang cái ước mơ đó đến với chương trình này để cho tất cả mọi người có thể biết và cùng chia sẻ. Và ngày hôm nay em sẽ là một trong những vị giám khảo của chương trình, là chúng ta sẽ chia sẻ những điều từ trái tim mình để lan tỏa cái thông điệp yêu thương đến cho tất cả mọi người. Ali nha, cảm ơn em, mời em về vị trí của mình. Dạ cảm ơn anh. Chương trình Hát Mãi Ước Mơ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Điền Quân Group thực hiện. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên, vòng ước mơ. Thưa
Thưa quý vị khán giả, ở vòng đầu tiên này chúng ta sẽ lần lượt lắng nghe 4 câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên chúng tôi muốn mang đến cho quý vị là câu chuyện của hai người bạn. Và trong đó có một người bạn muốn đến đây và hát thay cho ước mơ của một người bạn của mình. Và người bạn ở dưới quê đó, câu chuyện như thế nào? Bây giờ mời mọi người cùng theo dõi nha. Dạ, em tên là Võ Thành Trung. Năm nay em 22 tuổi, hiện tại đang là sinh viên trường cao đẳng. Thời gian rảnh rỗi thì em có đi làm thêm ở ngoài, như là phụ hồ, làm tiệc cưới ở nhà hàng, hoặc hôm nào đi học. Cả ngày không có thời gian nhiều thì em có chạy xe ôm ở ngoài. Em gặp Quân là cách đây 4 năm. Năm đó thì pháo bông bắn ở trước nhà, thì xuống thì vô tình là mấy đứa bạn em dẫn bạn Quân xuống chơi. Thì anh em cũng nói chuyện qua lại rồi xong làm quen, từ từ đi chơi đồ thì trở nên thân hơn. Lúc đầu thì em thấy em, hoàn cảnh gia đình em thì em đã thấy là khổ cực á. Nhưng mà sau khi nhìn hoàn cảnh của bạn Quân thì em thấy em thật sự may mắn vì em vẫn còn ba mẹ hơn là bạn. Em tên là Diệp Tiến Quân, em sinh năm 2000. Em ở xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Gia đình em lúc trước thì gồm có 5 người. Mẹ em cách đây 4 năm thì đã bị bệnh bướu ở mặt, không mổ được nên mất. Tháng 7 vừa rồi thì ba em bị bệnh, không có tiền để đi khám bác sĩ, cũng không biết bệnh gì và mất. Trước khi mất thì ba nằm ở một chỗ một tuần, rồi ba mới mất. Sau đó tháng 12 gần Tết năm 2019 thì đứa em trai của em bị bại liệt nên cũng mất luôn. Và hiện tại thì bây giờ còn em và một đứa em gái, não chậm phát triển và chẩn đoán của bác sĩ là bị tâm thần nhẹ. Ngày đi làm tối về một mình thì nhớ ba, nhớ mẹ, nhưng nhớ thì nhớ nhưng mà biết làm sao. Trước khi ba mất, ba có dặn thì cũng phải chăm sóc cho mấy đứa em. Nên em phải cố gắng em vượt qua để được chăm sóc cho đứa em của em. Có khi có tháng thì không có 1.000 tiền ăn luôn, không phải đi vài dần nhặt rau về ăn, hái lá về ăn. Dạ, em thấy Quân rất là hiền lành và tốt tính, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên bạn rất là ngại tiếp xúc với những người xung quanh về mặt tự ti về hoàn cảnh của mình. Thì em có nói với bạn là mày có ước mơ gì thì có thể chia sẻ với tao được không? Bạn mới nói là em là hiện tại thì mộ của mẹ, ba và đứa em thì chưa có được xây, nhưng mà vừa nợ bên ngân hàng, nhưng mà nếu mà được giúp đỡ thì bạn sẽ mong muốn là được xây một cái ngôi mộ bình thường, không có bị vương vãi lúc trời mưa. Thì đó cũng là một cái ước mơ mà nếu đặt vị trí em thì em cũng sẽ làm như vậy. Ước mơ lớn nhất của em lúc này là xây mộ cho ba mẹ và đứa em. Tại vì em thương đứa em của em và thương ba mẹ. Lúc trước ba mẹ còn sống rất là thương em. Bây giờ em phải bù vào cái đó. Dạ, em sẽ hát vì ước mơ của bạn. Con ngày nào chưa biết khóc cười, gieo nỗi niềm lên cánh tay đưa
giờ về bàn với mây trời, mang nắng về nhuộm giấc mơ con. Mây nhẹ trôi xa bóng trăng rồi, con có buồn khi không thấy cha. Mang nét buồn nhỏ theo năm tháng, ôi còn đâu câu hát mơ màng. Con đi đâu để thấy hoa bay nơi cõi trời, trả lên đến ngày tháng mây trôi bên lưng đồi. Sóng đưa nôi và xuôi thay cha câu ru hời, con lớn lên cùng nắng trên vai, cha vui như cánh hoa phai giữa trời. Cảm ơn Trung đã đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay để có thể giúp cho một người bạn thân của mình thực hiện được ước mơ. Nhưng mà Trung ơi, em là ở cùng quê với lại Quân luôn đúng không em? Dạ đúng rồi Trung. Ở có gần nhà bạn không? Dạ cách nhà bạn 12 cây á Trung. Vậy hả? Em và Quân chơi với nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ tới hiện tại thì khoảng 6 năm. Với một chàng trai 21 tuổi thì nó cũng khá là nặng nề khi những người thân của mình lần lượt ra đi. Và bây giờ thì phải gánh trên vai một người em. Một người em còn rất là nhỏ mà cũng không có được bình thường. Cho nên là mình thấy cái nụ cười ngô nghê, nó tương phản với cái nét mặt khắc khổ lo âu của Quân. Và cái hình ảnh đó làm cho mình cảm thấy xót xa. Hôm nay rất tiếc là Quân không đến được tận đây để mình chúng ta có thể gặp gỡ. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể kết nối với Quân. Chúng ta sẽ gọi một cuộc điện thoại ha, video call, để chúng ta có thể trò chuyện trực tiếp cùng với bạn ấy. Nhờ chương trình kết nối ạ. Quân ơi, chào em. Dạ, dạ em chào. Em đang ở nhà mình luôn hay sao Quân? Dạ, dạ đúng rồi. Quân ơi, hồi nãy chị có nghe trong clip em có nói là có những ngày không có tiền ăn á, thì lúc đó em phải làm gì, em phải xoay sở như thế nào? Dạ, thì lúc không có tiền thì ở ngoài đất ấy, ngoài vườn có lá gì thì hái vô ăn, còn không thì đi mua thiếu người ta. Mua thiếu rồi mai mốt mình đi làm mình trả lại. Dạ. Cái ước mơ của mình đó là xây lại phần mộ cho cha mẹ và em của em đúng không? Dạ. Chứ không có ước mơ gì cho bản thân mình hả? Dạ, bản thân thì mình ước mơ của mình thì mình không quan trọng, mình lo được cho gia đình. Em gái của em có bao giờ em hỏi về ba mẹ, về người anh em đã mất hay không em? Dạ có hỏi mà kêu ba mẹ đã ở đâu, cứ chỉ ra mộ thôi. Như vậy bây giờ là bạn ấy giống như là phải thay thế cái vai trò của cả ba lẫn mẹ luôn để chăm sóc cho cô em gái này. Trời ơi, chú nghe cái hoàn cảnh của con chú rất là thương. Khi người thân đã qua đời rồi con ở lại một mình với người em như vậy, mà mong rằng qua cái chương trình này rất nhiều người Mạnh Thường Quân sẽ chung tay cho con cái cuộc sống thay đổi tốt hơn nữa.
hôm nay anh gửi đến cho cháu một cái món quà tinh thần, đó là 5 triệu nha. Dạ. Con cố gắng lên nha con, cố gắng lên nha. Xin cảm ơn. Chị cũng có một phần quà gửi đến em. Bởi vì chị biết là em là một người con rất là hiếu thảo. Và lúc nào nhắc tới cái ước mơ đầu tiên của em là ước mơ muốn xây mộ cho cha mẹ và em của mình. Thì chị muốn cái ước mơ đó nó trở thành hiện thực. Bởi vì nó cũng có thể trong tầm tay của những người ngồi đây. Cho nên là chị cũng giúp em 5 triệu. Chúc cho Quân sẽ có được một cuộc sống tốt hơn với nghị lực của em. Và hãy làm mọi thứ bằng chính đôi tay của mình nha Quân. Dạ, em xin cảm ơn chị rất là nhiều. Ở cái độ tuổi của em chắc chắn anh cũng sẽ không được trưởng thành như em. Cho nên là ngay cái giây phút này anh nghĩ là anh cũng sẽ dành cho em một phần quà nho nhỏ ở trong khả năng của anh thôi. Đó chính là 5 triệu để mà em có thể thực hiện được cái ước mơ của mình. Dạ, em xin cảm ơn anh rất nhiều. Quân ơi Quân, bình thường bạn bè chơi với nhau á, Trung có vợ ngồi hát cho em nghe không? Dạ, toàn là em yêu cầu là hát không. Vậy hả? Yêu cầu là hát. Thường là Trung nó sẽ hát hay nhất bài gì em? Dạ, em thích nghe Trung hát rap. Wow. Rap luôn hả? Rap luôn á, dữ ha. Thích nghe nè. Đó, bây giờ mới biết tại nãy ra hát cái bài nhẹ nhàng, trữ tình quá, êm ái quá đúng không? Đâu có biết rằng em có vũ rap nữa. Mọi người ở đây cũng đang rất là thắc mắc không biết khi em hát rap sẽ như thế nào. Làm một đoạn tặng mọi người chơi, được không? Rồi, mời em. Thiên số, bởi duyên nên ta cố nghìn năm theo đuổi để rồi trăm năm bạc đầu. Tình sầu muôn kiếp từ thiên cổ, ai ô vít mực loan tẩm bức họ đồ. Thương sao duyên số nàng chắc trở, tuyệt sắc giai nhân lệ một đời phải gian dở. Thương nàng người tơ chịu sai mối, lỡ mất chữ nợ thôi ta đành chi hai lối. Duyên thì tận, rượu thì cay, tình thì sai nhưng lại không phận. Hận do trời, duyên lại chơi, người thì đợi nhưng sao kể rời. Sống như cánh đồng hoa em chưa một lần được nở rộ. Trách do nghiệp do tơ và ta song song giữa dòng đại lộ. Chẳng thương, chẳng cầu, ta chẳng mong người về đâu. Số kiếp an bài thôi để ta một đời đâu. Sắc lệnh do trời nợ chẳng thấy chỉ mang sầu. Cành hồng phải giấu kiếp này bạc thôi hiện kiếp sâu. Dạ em xin hết à. Quân ơi được không Quân? Dạ được. Dạ. Bây giờ mà thấy cái nụ cười của chàng trai này thấy không? Đó, cái nụ cười rất là dễ thương. Cứ cười như thế, cứ vui, cứ lạc quan như thế Quân nha. Dạ. Và Trung hôm nay sẽ cố gắng hết sức mình để mang về cho Quân những cái phần tiền thưởng để có thể thực hiện được ước mơ. Nhưng mà bây giờ thì mình hãy nghe các vị giám khảo nhận xét một chút về chuyên môn để có thể rút kinh nghiệm cho những vòng thi sau. Xin mời anh Ngọc Sơn. Chà, giọng ca của Trung thì là một cái giọng ca âm sắc đẹp đó. Điều đó rất là quan trọng. Muốn nấu một nồi cơm ngon, trước hết cái gạo phải ngon. Nếu mà gạo không ngon thì không cách nào nấu ngon, rất là khó. Cái giọng của con á là một chất giọng rất có lợi thế, tại vì ở miền Trung á nó giữa chất giọng miền Nam ấm của miền Nam và âm sắc miền Bắc. Thành ra là chất giọng cái người miền Trung thì rất là ấm áp và tình cảm. Vấn đề là độ rung, đó là sự chuyên nghiệp hay không. Người ta thường nói là thép đã tôi thế đấy, thép cũng phải tôi lên mới thành thép tốt được chứ. Phải không? Tất nhiên là con có chất giọng tốt rồi, cố gắng hơn nữa nha. Chú và mọi người chúc mừng con với cái phần thi hôm nay. Dạ, con cảm ơn chú. Nhớ lời giám khảo dặn nha. Rung nhưng đừng rung sợ. Đừng có rung rẩy nha. Và tạm biệt Quân nha Quân ơi. Dạ. Dạ thưa quý vị, chúng ta chia tay với chàng trai đáng yêu này và chúng ta sẽ đến với một câu chuyện khác. Câu chuyện của Đức Bảo. Thì cái mùa dịch vừa qua như chúng ta cũng biết là có rất là nhiều những cái sự mất mát, những cái nỗi đau của những người thân chúng ta khi phải rời xa. Liệu rằng Đức Bảo sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình tương lai phía trước như thế nào khi xung quanh mình đã không còn những người thân? Mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi câu chuyện này nha. Em tên là Nguyễn Phước Kim Hà, là cựu học sinh của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Huân. Em mới ra trường được vài tháng và hiện tại em đang là sinh viên của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Em biết được hoàn cảnh của Bảo trong cái khoảng thời gian mà em đang ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thì thông qua những cái bài báo mà thầy cô trong trường chia sẻ lại, thì lúc mà đọc cái bài báo viết về hoàn cảnh của bé thì em lúc đầu em có suy nghĩ rất là nhiều thứ. Liệu rằng cái cậu bé này sẽ phải tiếp tục như thế nào? Tại vì em còn phải dựa vào ba mẹ rất là nhiều. Trong khi cái chỗ dựa của bé Bảo á, bây giờ cũng không còn nữa.
Dạ em tên là Nguyễn Đức Bảo, em 16 tuổi. Em đang học lớp 11A4 của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đức Huân. Thì là trước đây là gia đình em có 4 người, là ba mẹ, anh với là em. Thì sau đợt dịch Covid vừa rồi thì không may là ba mẹ em đã mất. Và bây giờ chỉ còn có anh với em là đang nương tựa vào nhau. Và vào ngày 1 tháng 8 thì ba em đi chích ngừa. Tới lúc ba đi tiêm xong thì ba lại bị sốt như một tuần. Cho tới ngày 7 tháng 8 thì là ba bắt đầu bị khó thở. Thì là mới gọi cấp cứu tới. Nhưng mà ba đang thay đồ để chuẩn bị đi cấp cứu thì tự nhiên ba nằm ra luôn. Ba không có kịp nữa. Lúc đó là rạng sáng lúc 2 giờ. Sau đó tới 8 giờ sáng thì là bên phường và bên y tế có xuống để xét nghiệm cho ba mẹ con. Ba mẹ con em đều dương tính hết. Và sau đó thì đến tối hôm đó thì nhà em đi cách ly ở bệnh viện Dã Chiến số 12. Ở trên đó thêm một tuần nữa thì là mẹ em có tiến triển là nó nặng hơn, cho nên là phải chuyển lên trên Đại học Y Dược. Thì mẹ em ở trên Đại học Y Dược thêm một tuần nữa thì là mẹ em mất trên Đại học Y Dược luôn. Những cái ngày đầu nó rất là khó khăn. Lúc nào cũng nhìn quanh quẩn trong nhà chẳng còn thấy bóng dáng của ai cả. Chỉ có hai anh em thôi, trống vắng, nó im ắng lắm anh. Nhất là những cái bữa cơm buổi tối, ba mẹ thường lúc nào cũng ăn cơm chung với nhau, trong chung gia đình với nhau hết. Ba mẹ lúc nào cũng hỏi thăm xong rồi nói cười rất là vui cùng nhau, kể về những cái cuộc sống của nhau. Em kể về chuyện học trên trường, ba mẹ lại kể về cái chuyện đi dạy của ba mẹ. Cảm giác nó rất là vui, cảm giác như là một gia đình rất là hạnh phúc. Nhưng mà tự nhiên tới những cái ngày này thì chẳng còn tiếng cười, tiếng nói gì cả. Mấy bác thì cũng có việc của mấy bác nữa, nên nhiều khi em cứ ngồi một mình trong góc như vậy, xong rồi tự trấn an cho mình, tự nhìn anh hai để tự lấy động lực cho bản thân của mình thôi. Sau khi ba mẹ em mất như vậy thì là anh của em rất là buồn, cũng như bị suy sụp tinh thần rất là nhiều. Tại vì ba thì mất ở nhà, anh hai biết, nhưng mà mẹ thì lại là mất trên bệnh viện. Cho nên anh hai cứ vẫn nghĩ là mẹ đi bệnh viện, mẹ chưa có về. Cho nên là cứ lâu lâu cứ hỏi em là mẹ đâu rồi, tại sao mẹ chưa về. Nhưng mà cứ chạy lên hình mẹ, cứ kêu là lâu lâu buổi tối anh còn kêu là thấy mẹ về nữa. Thật sự em rất là thương anh. Sau khi mà trò chuyện với Bảo thì em biết được là Bảo là một học sinh rất giỏi và đặc biệt là môn toán. Em biết là bé đang gặp rất là nhiều khó khăn về cái việc là đi học, chăm sóc anh hai, cả khó khăn về cả tài chính nữa. Cho nên là em muốn dùng cái giọng hát của mình để giúp đỡ bé phần nào về cái việc trang trải tài chính trong cuộc sống, và đặc biệt là để tạo một cái động lực cho bé tiếp tục bước đi trên cái con đường ước mơ đó của mình, để cho bé tiếp tục hoàn thành cái tâm nguyện mà cô chú để lại, cũng như là cái ước mơ mà từ bé tới giờ bé vẫn luôn mong muốn. Bảo ơi, cố lên em, chị sẽ hát cho ước mơ của em. Ngày hôm
Cảm ơn Kim Hà. Kim Hà xuống đây với chú Nghĩa nào. Hôm nay nhiêu tuổi rồi con? Dạ năm nay con 18 tuổi. 18 tuổi dạ. Hôm nay Bảo cũng đang có mặt tại đây cùng với anh trai của mình phải không? Dạ đúng rồi chứ. Bảo ơi, con có thể dẫn anh trai lên sân khấu để gặp gỡ mọi người luôn không nào? Đẹp trai không kìa. Trời ơi, lịch sự. Mặc áo bỏ vô quần nữa rồi ơi. Cười đấy cưng không? Ê, Bảo, cho chú Nghĩa hỏi thăm anh con một xíu. Con tên gì? Tên là Ân. Tên là Ân phải không con? Năm nay Ân mấy tuổi rồi? 22 tuổi. Dạ 23. 23 tuổi rồi. Ba mẹ là mất vừa rồi trong cái đợt dịch. Cũng là mới đây thôi phải không con? Cũng mới cách đây 3 tháng. Anh vẫn chưa thật sự là biết rõ về cái việc mẹ mất hả? Mẹ mất trên bệnh viện nên là anh cứ hỏi là tại sao mẹ đi viện lâu vậy? Tại sao mẹ chưa về? Cái ngày mà con nhận được tin ba mẹ không còn nữa, lúc đó thì con như thế nào? Lúc đó con cũng rất là sốc. Bởi vì cũng mọi chuyện rất là nhanh, xảy ra rất là nhanh luôn. Con cũng không biết phải làm gì và rất là buồn, cũng như là thương anh hai. Cái sự mất mát đó nó là quá lớn. Khi mà mọi thứ đang có ba mẹ chăm lo, một gia đình, một mái nhà im ấm, một ngày đẹp trời, không còn ai nữa và chỉ còn mình em với anh. 3 tháng qua có thể là các bác xung quanh giúp đỡ mình để mình có thể có tiền để trang trải cái việc ăn sinh hoạt trong gia đình. Nhưng mà rồi 3 tháng tiếp theo, rồi 3 năm tiếp theo nó sẽ là như thế nào? Bảo có từng nghĩ tới câu chuyện đó chưa? Có cô của con dạy cấp 2 thì có học trò và cô cũng mời con là qua để mà phụ cho cô, để có thể mà kiếm thêm một chút để mà cố gắng chăm sóc cho anh hai. Và Bảo thấy là có đủ cái số tiền đó để đủ mua đồ ăn trong nhà không? Dạ thật sự thì số tiền đó cũng chỉ đủ để trang trải cho một ít thôi, chứ cũng không thể nào mà gánh vác được hết tất cả. Trong mấy khoảnh khắc này thì rất là cảm ơn Hà đã hát lên để có thể cùng chia sẻ. Và em mong là tất cả các mạnh thường quân ở Việt Nam đang xem chương trình cũng sẽ một phần nào đó hiểu hoàn cảnh và giúp đỡ cho Bảo cũng như là anh trai của Bảo trong khoảng thời gian này. Người ta thường nói là tài sản lớn nhất con người là trí lực. Cha mẹ con đã qua đời nhưng để lại cho con sự vươn lên trong cuộc sống và cái nguồn năng lượng trong con người của con. Và con, chú biết là con rất thương anh của con. Con rất là thương và chú hiểu tâm tư tình cảm của con. Chú sẽ gửi đến con một cái khoản tinh thần nha. Con hãy cố gắng hơn nữa để an ủi động viên. Lúc nào cũng có chú Ngọc Sơn thương nha. Anh sẽ gửi đến cho cháu là 3 triệu. Dạ, cảm ơn anh Sơn ạ. Cảm ơn chú. Chắc là Kim Hà cũng đang rất là muốn lắng nghe một vài lời nhận xét về giọng hát của bạn ấy để có thể rút kinh nghiệm cho vòng thi sau. Mời cô Võ Hà Trâm nha. Kim Hà thì rất phong cách học sinh sinh viên, rất là dễ thương và rất là tự tin. Nhưng mà có một tí xíu cái vấn đề là mình hát không có rõ lời, thì Kim Hà chú ý cái phần đó một tí xíu thôi. Tiếp theo sẽ đến với một câu chuyện về một cô giáo rất đặc biệt. Lớp học của cô cũng rất đặc biệt và tình cảm của cô dành cho những người, đặc biệt là với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, có thể nói là một trong những tình cảm cũng rất đặc biệt luôn. Và đặc biệt như thế nào thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi câu chuyện của cô giáo Võ Thị Son. Cô tên Võ Thị Son, 70 tuổi. Nghề nghiệp của cô là hồi đi học xong là bắt đầu nghỉ vài năm cái có khóa giáo viên đó. Cái mở giáo viên ở Cần Thơ, cô mới đi học ở dưới. Xong năm 70 cái cô về cô dạy. Từ khi mà cô về hưu chính thức là vào năm 2002 á, thì lớp học này bắt đầu chính thức nhận là trải đều các khóa từ lớp 1 đến lớp 4. Những em mà không cha hoặc là không mẹ, rồi với phụ huynh nào người ta khổ sở thì dẫn con lại đây học. Cô dạy ở đây á là ba đời đặng. Đời cha, đời mẹ, đời cháu, ba đời đặng. Hồi đó á là đóng miếng dán với hai cái cây bàn đây rồi dạy đó, chứ không phải được bàn gì đâu. Ở đây thì cô dạy các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 4. Thì sau lớp 4 thì cô sẽ có một cái giấy giới thiệu. Cô viết tay rồi ký tên để cho các bạn. Rồi các bạn đem cái giấy này nộp vào trường để xin hiệu trưởng trường cho học. Thì khi này thì trường sẽ sắp xếp cho các bạn làm một cái bài kiểm tra. Nếu như mà các bạn kiểm tra đủ điểm thì các bạn sẽ được tiếp tục học tại trường. Tức là
nhà trường vẫn công nhận cái kết quả học tập của các bạn từ lớp 1 đến lớp 4 và tiếp tục cho các bạn học lớp 5. Nếu như mà những cái trường hợp nào mà kiểm tra mà không đạt á, thì tiếp tục quay lại để gặp cô để học tiếp. Nhưng mà đa phần từ trước tới giờ thì chưa có xảy ra cái trường hợp này. Cô không mở đó là tội nghiệp mấy đứa nó không biết đọc, không biết viết. Như vậy là cái xã hội mình nó không có được tốt. Cần học, phải cần học. Cách nào cũng phải học học. Nó biết sợ mình, mình khuyên chứ mình lấy cái đạo đức. Lấy đạo đức, nói vàng đầu nói hoài. Cô lương hưu không à, rồi lâu lâu thì đại học lên. Mấy sinh viên nè, tháng, có khi tháng gửi lên sinh hoạt. Rồi tặng quà cho mấy cháu. Cái phần quà mà tụi em dành cho lớp học thì cũng chưa có lớn. Tại vì tụi em cũng đa phần là các bạn sinh viên. Các bạn thì trích cái nguồn thu nhập của các bạn từ cái việc làm gia sư á, thì trích một phần trong đó ra để hỗ trợ cho cái lớp học này. Còn gì học sinh đang yêu của mình là cái việc tiến tới à. Cô giúp chừng nào kịp sức thôi à. Giúp được đứa nào đỡ đứa nấy. Đứa nào mà giỏi, học giỏi thì nó khi mà cuối năm lãnh thưởng nó có chạy lại đây đưa bằng khen rồi nữa, thì cái tấm lòng rất mừng, mừng lắm. Em có một cái quan niệm là mình cho dù mình làm bất cứ một cái nghề nào thì mình vừa phải có tâm và có lòng với nghề, thì lúc đó cái giá trị mình tạo ra thì mình sẽ hạnh phúc với điều đó. Từ những cái điều mà cô làm thì nó làm cho em có một cái động lực và có một cái mong muốn là mình sẽ làm một điều gì đó để có thể hỗ trợ và giúp đỡ cho cô có thể duy trì cái lớp học này. Cho đời những đóa hoa thơm. Có một nghề lặng thầm những đêm thâu, bên đèn khuya miệt mài trang giáo án. Giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy. Đó là nghề, nghề sao tôi yêu. Như vầng trăng tỏa sáng cây đã bao mùa lá rụng, đón thu về bâng quơ ta áo trắng. Khi hè về xôn xao tiếng ve ngân, như dòng sông êm đềm trôi theo tháng năm, như cánh bướm chờ đầy khát vọng. Đàn em thơ đến chân trời mới, ôi tự hào nghề sao tôi yêu.
ngày xưa. Tôi yêu. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe ca khúc Nghề giáo tôi yêu với tiếng hát của bạn Trung Phương. Chào em. Dạ em chào anh và các anh chị. Em với lại cô Son là quen biết nhau như thế nào mà em đến đây em hát giùm cho ước mơ của cô? Dạ trong quá trình hoạt động đoàn cũng như là được cộng tác cùng với các bạn đoàn viên trong trường á, thì em được tình cờ là tham gia trong một cái buổi trao quà tặng ở trong lớp học tình thương của cô. Cảm ơn em đã đến với Hát Mơ Ước Mơ ngày hôm nay để hát cho ước mơ của cô Son. Và ngày hôm nay thưa quý vị, cũng vì lý do là tình hình dịch bệnh cho nên là cô Son cũng không đến tận nơi được để cùng trò chuyện với chúng ta, và chúng ta sẽ có một cuộc gọi nghe cô chia sẻ nhiều hơn về lớp học đặc biệt này nha. Chào cô. Dạ con chào cô. Cô. Con chào cô. Con chào bà. Dạ. Dạ. Khoái nụ cười này dễ sợ luôn. Coi cô khỏe không cô? Khỏe. Ở phía sau là chữ gì vậy ta? Lớp học tình thương cô Son đúng không ạ? Wow. Các vị giám khảo có điều gì muốn hỏi cô hay không? Em chỉ thấy ngưỡng mộ thôi, không dám hỏi gì hết. Không biết là cái năng lượng nào, cái ý chí nào mà để cô làm cái điều đó? Là cô thấy khi nào cũng là phải chữ, phải biết chữ. Rồi dạ. Khi mà nó có khả năng thì nó làm giỏi, nó làm để giúp cho nước. Đó. Bởi vậy cô cứ nói là cô hết lòng. Cô phải nói là giống như là người giáo viên nhân dân á. Có nghĩa là tấm lòng. Cô vì một cái mục tiêu đó là tương lai của đất nước, mở ra cái lớp học này dành cho những cái bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn thì không phải ai cũng có thể làm được điều này như cô đâu cô. Tất cả những người ở đây và cả những khán giả đều cảm thấy rất là cảm kích và tri ân tấm lòng của cô. Cái tâm nguyện của cô là cố gắng cho mấy đứa này thật là giỏi, sau này nó không thua kém ai hết, hoặc là để giúp cho nước được giàu. Được giàu hả? Dạ đơn giản thôi, ước mơ cho mấy đứa nhỏ nó giàu. Chỉ vậy thôi. Trời ơi, con chào cô, con chào cô. Trời ơi, con ngưỡng mộ cô quá. Dạ ba mẹ con cũng là nhà giáo. Dạ con Ngọc Sơn đây à, con là tấm thân nhỏ bé đây. Hôm nay con nhìn cô, con thấy thật là xúc động và cảm kích vô cùng. Con một lần nữa chúc mừng cô được rất nhiều học trò khắp mọi nơi trên thế giới luôn luôn yêu thương, kính trọng, ngưỡng mộ cô, cũng như sâu trong trái tim của con luôn ngưỡng mộ tình cảm của cô dành cho các học trò. Xin gửi đến một chút một món quà tinh thần nhỏ nhỏ, xin gửi đến 3 triệu. Dạ. Cảm ơn Ngọc Sơn. Cô cảm ơn. Dạ dạ. Có dịp nào hết dịch Ngọc Sơn xuống Cần Thơ. Dạ con đến con sẽ ghé nha. Trời dạ, cô yêu Cần Thơ lắm. Cho con hỏi cô thêm câu nữa thôi. Gia đình của mình đó cô, con cháu của mình á, có bao giờ nói rằng là thôi mình tạm ngưng để mình nghỉ ngơi không cô? Ở nhà thì ông cũng vậy, mấy đứa con vậy, kêu thôi nghỉ đi. Nhưng mà cái tinh thần của cô là phải cố gắng dạy cho mấy trẻ, chừng nào cô già thôi. Ngày nào mà cô không dạy các em học sinh á thì cô cảm thấy cô mệt lắm, còn ngày nào được dạy thì cô vui lắm, cô khỏe lắm. Đúng rồi, và cô sẽ là một tấm gương sáng cho tất cả các thế hệ trẻ, những người cũng đang đi theo cái con đường của cô đi, làm cái công việc của một người thầy cô giáo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại một chút với câu chuyện của bạn Trung Phương ở đây, khi bạn ấy mang đến bài hát Nghề giáo tôi yêu. Dạ, cá nhân em thì em cảm nhận là bạn có một giọng hát cũng khá là chuyên nghiệp. Cái kiến thức cơ bản cũng như là cái kỹ thuật ở trong giọng thì em có được học ở đâu hay không, hay là em chỉ tự hát thôi? Dạ em chưa được qua trường lớp à. À chỉ nghe và bắt chước thôi đúng không? Biết sao Mali, bạn sinh hoạt đoàn mà dạ. Những cái bạn mà tham gia sinh hoạt đoàn đội là năng động lắm. Dạ. Văn nghệ là 1-4. Đó thì xem như là đoàn động viên dành cho em để cố gắng hơn ở những phần thi sau em nha. Em cảm ơn chị rất nhiều. Dạ bây giờ thì con tạm biệt cô Son một chút nha. Chúc cô sức khỏe. Chào cô. Chào cô. Chào Nghĩa luôn nha Nghĩa. Thiệt, ai tên Nghĩa, hình như ai tên Nghĩa cũng đẹp trai, công nhận không? Biết ngay là ông nói con này luôn. Mà công nhận không, bữa giờ ai tên Nghĩa lên đây cũng dễ thương, ai tên Nghĩa cũng đẹp trai hết trơn trời. Tên Nghĩa mà mặc đồ hồng nữa là còn dễ thương hơn nữa luôn. Cảm ơn em, đúng là bạn diễn ăn ý của anh nha. Mai mốt anh có gợi như vậy, Trâm nhớ khai thác nhiều hơn về anh. Dạ, dạ, dạ. Rồi, cảm ơn em nha, hãy vào trong để chuẩn bị cho phần thi sau.
Thưa quý vị, chia tay cô Son ở Cần Thơ thì chúng ta sẽ đến với Long An. Ở đây thì chúng ta sẽ gặp gỡ với gia đình của chú Nguyễn Văn Cây. Đây là một gia đình mà có rất là nhiều những câu chuyện để chúng ta cần phải chia sẻ. Câu chuyện đó như thế nào thì Đại Nghĩa xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi. Tôi Nguyễn Văn Cây, sinh 1965, ở ấp 2 xã Long Thành, huyện Sài Gòn, tỉnh Long An. Thì có sinh trong 5 người con, đứa đầu bỏ lọt lòng mất rồi bỏ sinh đứa đỡ đầu. Trong đó anh trai thứ hai thì hồi đó xưa sinh. Tôi là con nuôi nhưng mà cha mẹ là coi như tôi là con ruột trong gia đình, thương như mấy đứa em út vậy đó. Rồi đứa thứ ba thì giờ nó bệnh thần kinh, bị giật không. Rồi đứa thứ tư thì nó đỡ một chút. Thứ năm thì bị tai nạn xe mất. Út thì nó cũng vẫn bệnh thần kinh, nó giật ngày đêm giật 2-3 lần nữa. 6, 7 ra. Thì trước đây là ổng tham gia trường ca của Campuchia, rồi hai đứa con là bị chất độc màu da cam. Gia đình đó là hoàn cảnh khó khăn. Năm nay bao nhiêu tuổi? Một. Trước á, đi mặn á, còn đi mặn được á, thì để hai đứa nhỏ ở nhà. Thì cái bị nó nổi cơn điên lên, cái đốt cháy rụi hết trơn, không còn gì hết trơn. Hai thằng này mà không biết thằng nào đốt. Hỏi nó đâu, có nói đâu, đâu có biết thằng nào. Cũng nhờ nhà nước cho vay rồi bắt đầu mới đốc thúc ở xã gửi ban những cái giấy cho mình vay đang cắt nhà đặng nó không đốt thôi. Cắt nhà xong là người ta cho cái tấm màn, rồi cho người cho cái tấm tranh, người con cứ cho người mơ mơ, còn quần áo của mấy này là người ta cho nhiều mặc mà không chứ không có mua tụi nó. Đồ của phụ nữ, cái quần phụ nữ nó lấy nó mặc luôn. Nó không có kén đồ phụ nữ, nó đâu có biết phụ nữ đàn ông gì đâu. Thậm chí tôi đồ người ta cũng cho, mặc đồ cho nhiều. Em biết đến gia đình của chú Cây là do nhờ ba mẹ em. Ba mẹ em là bạn chơi chung với lại gia đình của chú Cây. Em thì em thấy gia đình của chú Cây rất là khó khăn. Là hai vợ chồng lớn tuổi rồi, nhưng mà khó khăn mà gia đình của chú Cây thì cũng không có bi quan, rất là lạc quan, khiến cho mình có cảm giác rất là tích cực. Lên cơn là nó đánh cô hoài luôn nha, đánh hổng, nó quất là bóp trên đầu luôn vậy đó. Biết bữa nó làm gì đó rồi tôi mới quên, rồi tôi kêu nó mà kêu hoài nó không làm. Nó còn mà lại phụ cha cái này cái kéo này phụ cha làm, tức giận gì quá. Trưa dắt trưa nắng cơn nó lên quật. Mà bác sĩ ông tuyên bố là có thể cái người lớn á thì nó đứng lại đó thôi chứ nó không phát triển nữa. Có cái người nhỏ là càng ngày càng phát triển đi lên, ở nhà ráng cẩn thận, nó muốn giết cha mẹ gì nào đi giết nó, cơn nó lên. Đi bệnh viện hoài luôn, mà ai cũng gia đình ai cũng bị bệnh mổ hết trơn á, nên đi hoài luôn vậy, thuốc uống hàng ngày. Cái thằng thứ tư nó còn mổ, nó cũng bị mổ luôn nữa. Nó đi mà người ta mướn nó cào đất, cào cái cắt đứt cái ngón giò, đứt ngón giò cái cũng đi lên bệnh viện. Thì nó giờ đúng ra nó thì giờ nó cũng thấy cha mẹ bệnh vậy đó, rồi bắt đầu em nó bệnh vậy thì nó cũng ráng lo làm, cái là nó không có suy nghĩ gì hết, chỉ mà kiếm tiền, ráng kiếm tiền để lo cho cha mẹ với em thôi, chứ còn không có suy nghĩ gì tới tương lai của nó hết. Lúc mà tôi mần riết rồi tôi mần hết nợ hết tiền luôn á, không có tiền chạy nữa là tôi buồn, tôi cũng tự tử, nó cho hai nó chết trước mình sao vậy. Rồi mình nằm đêm mình cũng suy nghĩ lại mình gánh lại để mình bảo quản cho con mình cho nó được tròn vẹn. Nên ta ánh mắt nó nên trái duyên, đợt nào nước nước nói qua cầu. Ví dụ chừng nào mình làm
mình ngã gục nằm xuống thì thôi, chứ giờ hả mình còn sống thì mình ráng dương lên tới đâu hay tới đó, chứ giờ không biết làm sao luôn. Em sẽ hát cho gia đình chú Cây có một số vốn để trang trải trong cuộc sống và lo cho hai người con đang bị bệnh. Nhật Khang, con cứ ngồi đi, con cứ ngồi đi ha. Thưa quý vị, Khang, một sinh viên năm thứ hai đúng không? Năm ba, năm thứ ba rồi. Ra đây và hát một cái bài hát rất là dễ thương. Ngồi trên chiếc ghế này, thứ nhất là để cho đẹp, cái thứ hai là chân bạn ấy có vấn đề. Hiện nay chân của con sao rồi Khang? Con được chẩn đoán là bị chèn ép thần kinh, nên con đứng lâu chừng một phút là nó giật. Cho nên là bạn ấy để cái ghế này, bạn ấy ngồi đây và hát. Ở trong cái giọng hát của Khang á, mà chỉ là câu hát đầu tiên thôi thì nó đã đi thẳng vào lỗ tai của chị Trâm rồi, bởi vì nó rất là bay bổng. Nếu một mai tôi có bay lên trời, nó như là một dải lụa vậy đó, bay trong gió vậy đó. Và cái giọng hát của em như vậy. Bên cạnh đó, trong cái giọng hát của em nó còn có sự nhạc cảm nữa. Đây là cái điều trời cho nha, chứ không phải là tập là được đâu, không có được đâu. Chỉ là một số cái vấn đề về hơi thở nè, về cái cách rung ngân của mình chưa kiểm soát được. Ở trong bài hát vừa rồi thì như là một cái thông điệp gửi gắm tới tất cả mọi người,
Khang đã làm rất là tốt và Khang đã chạm đến trái tim của những người ngồi đây, những vị giám khảo, và hy vọng là khán giả cũng sẽ đồng cảm với câu chuyện mà Khang mang lại cho chương trình. Cảm ơn giám khảo Võ Trâm nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ mời chú Cây lên sân khấu. Chú Cây ơi, con xin mời chú lên sân khấu cùng với con nha. Hai em lên đây cùng với chú luôn nha. Dạ, con chào chú. Đây là hai người con thứ mấy của chú ạ? À? Dạ, đây là người con thứ ba. Dạ. Còn đây là Út. Út nhỏ nhất. Dạ, là hai anh em là mắc bệnh từ nhỏ luôn hay sao vậy thưa chú? Dạ, mắc bệnh từ hồi mới sanh ra luôn tới giờ luôn. Hai em ở nhà mình nó có dễ không chú? Nó thì bình thường á, không nắng thì nó đỡ, còn nắng thì nó tới cơn nó thì mình phải chịu thôi. Hai anh em không biết là ai, không biết là anh hay là em, đã từng có một lần là nghịch với lửa và làm cho nhà mình cháy phải không ạ? Yeah. Nhưng mà khi con xem clip thì con thấy rằng là ngôi nhà của mình đã được sửa sang lại. Như vậy thì cái tiền đó là mình lấy từ đâu hay mình vay mượn của ai mà mình sửa lại được ngôi nhà vậy chú? Nhà đó thì đúng ra nó đốt cháy rồi, sau này bắt đầu quỹ ban với ở ấp á mới vận động là nó thôi giờ để cho vay. Vay thì mình trả từ từ chứ không phải em bắt buộc mình trả. Yeah. Rồi. Rồi với bà con đó đóng góp vô. Dạ. Rồi cho rằng các cái nhà kêu bằng cố rằng cho hai đứa này nó không đốt nữa. Dạ. Ở nhà thì hai em bị bệnh, thế còn cô với chú thì sức khỏe như thế nào ạ? Thì tôi cũng mới mổ hồi đó, mổ bao tử rồi mới té gãy tay, cũng bằng cái chồi đó là té gãy tay rồi mới mổ ruột này ba bốn tháng nay nữa. Rồi vợ thì mổ thận. Hồi nãy trong cái clip á, con có nghe chú Cây á có nói một cái vấn đề là mình khổ quá rồi, nên là đôi khi là chú cũng muốn nghĩ tới cái đường kết thúc cái cuộc đời đau khổ này cùng với hai người con. Nhưng mà con thấy vậy nè chú, mỗi người á đúng là một có một số phận, nhưng mà biết đâu được sẽ có những cánh cửa mở ra để cho cuộc đời mình nó tươi sáng hơn. Như là ngày hôm nay chú có một cơ hội để đến với Hát Mãi Ước Mơ, và con nghĩ là khi mà hoàn cảnh của mình được phát sóng thì sẽ có nhiều người chung tay giúp đỡ chú, cùng chú chia sẻ gánh nặng của gia đình. Cho nên là con mong là chú Cây đừng bao giờ nghĩ tới cái vấn đề kia nữa, mà hãy nghĩ rằng ở đây mình còn vợ nè, còn con, còn gia đình của mình, có gia đình nương tựa vào nhau cũng vẫn có thể sống và vượt qua được như là những tháng ngày chú đã vượt qua chú nha. Con mong là vậy. Và bản thân con thì một cây làm chẳng nên non, nhưng mà con hy vọng là nhiều cây chụm lại thì chú Cây sẽ có nhiều những tấm lòng để giúp đỡ chú. Thì hôm nay con xin gửi chú 5 triệu để một phần nào đó thôi, con biết là nhỏ xíu, nhưng mà một phần nào đó giúp cho gia đình mình. Dạ, cảm ơn giám khảo Võ Trâm. Xin mời anh Ngọc Sơn ạ. À, con thương quá, thương quá. Thực sự khi nghe giọng ca của Khang, một giọng ca rất là thánh thoát, chú muốn phá lấp đi để nghe cái giọng thánh thoát yêu đời của con. Nhưng mà chú cũng ngăn không nổi. Con thương lắm, con thương chú lắm. Con của chú bị thần kinh á, thì cũng hát lên tình cha ấm áp với Vân Thái Dương. Con rất nhiều động lực. Động lực của chú sống là vì các con. Chú hãy cố gắng lên. Con không, đây là món quà nhỏ nhỏ 10 triệu con gửi tặng chú nha. Cố gắng đi. Dạ, cảm ơn anh Ngọc Sơn. Anh Ngọc Sơn gửi tặng cho chú số tiền là 10 triệu đồng. Còn đây là số tiền của con. Mong là chú vượt qua cái giai đoạn khó khăn này và tích cực lạc quan lên nha chú. Dạ. Con thì cũng có một phần quà nhỏ trong khả năng của con thôi, thì con cũng muốn gửi đến gia đình của chú để có thể trang trải những cái tháng ngày sắp tới. Dạ, 5 triệu đồng ạ. Dạ. Cảm ơn Ali. Ali. Dạ. Chú ơi, như chú thấy đó, có rất là nhiều những người xung quanh sẽ cảm thông và chia sẻ với cái hoàn cảnh gia đình của mình.
Không phải chỉ riêng là các vị giám khảo ở đây đâu, còn nhiều người khác nữa mà từ nào đến giờ họ không có biết. Nếu như hôm nay mà Khang không đến với Hát Mãi Ước Mơ, không kể cho mọi người nghe câu chuyện của chú thì không ai biết hết trơn á. Con cũng mong là chú sẽ có những cái suy nghĩ nó tích cực hơn, để mình đừng có những cái suy nghĩ nó quá bi quan, rồi nó sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của mình, rồi nó ảnh hưởng tới gia đình của mình nữa chú nha. Bây giờ trước cũng không có gì hơn, xin cảm ơn trước chú Ngọc Sơn với cô Tâm với chú Ali, xin thành đạt cảm ơn để giúp đỡ cái số tiền để cho trang trải cái gia đình, cho để lo lắng được cho hai đứa con. Cũng xin thật cảm ơn, thật cảm ơn. Hát lên những giấc mơ xanh trong đêm mộng lành vẫn hay về qua. Hát lên tiếng hát yêu thương cho đôi chân bình yên cất bước. Hát lên hát mãi ước mơ trong ta từng giờ trái. Chuyện tình người. Yeah. Cảm ơn các vị giám khảo. Và bây giờ thì con mời chú cùng với là hai em chúng ta về ngồi theo dõi tiếp chương trình ngày hôm nay nha. Xin mời ba thí sinh bước ra sân khấu. Ở vòng đầu tiên này thưa quý vị, thì các vị giám khảo chưa có đưa ra điểm số của mình đâu, mà chúng tôi sẽ căn cứ trên điểm số từ mấy trăm điểm thông minh để xem coi trong bốn bạn này bạn nào sẽ có điểm số cao hơn. Nếu như bạn nào có điểm số cao nhất ở vòng này sẽ được một quyền, đó là lựa chọn người hát song ca cùng với mình ở vòng sau. Xin mời. Những con số đang tăng dần và những con số đã dừng lại. Điểm số như sau. Chúc mừng các bạn, đều là những điểm số rất là cao. Và chúng ta thấy rằng không có sự chênh lệch nhiều, cách nhau có 2 điểm, 3 điểm thôi. Có nghĩa là các bạn ở đây đang rất là ngang tài, ngang sức. Vậy thì tất cả phải cố gắng ở vòng sau để chinh phục các vị giám khảo nha. Ở đây thì Phương, em là có điểm số cao nhất. Em được quyền chọn một bạn để hát cùng với mình ở vòng sau. Em muốn chọn bạn nào? Dạ chắc là em chọn bạn Khang. Thấy bạn cũng có thể trạng cân đối với em. À đúng rồi đó. Ok, sẽ là một cặp hai. Dạ. Như vậy là Hà với lại Trung, hai em sẽ hát cùng với nhau ở vòng sau nha. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước đến vòng thi thứ hai, vòng chinh phục. Đón xem Bánh Mì Ông Màu phần 2 phát sóng vào lúc 19:55 từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên HTV7. Và thưa quý vị, đây là chiếc nút bấm kỳ diệu. Nó kỳ diệu lắm quý vị, tự nhiên bấm đen cái trên màn hình chạy chữ à. Sẽ chạy lên tên của những bài hát và nó sẽ dừng lại một cách ngẫu nhiên. Bài hát nào dừng lại thì đó cũng chính là đề bài mà giống như ban giám khảo giao cho chúng ta. Hai người sẽ vào trong để nhẩm lời bài hát, search lời trên mạng và tập luyện với nhau chia câu làm sao để cho nó hài hòa, cho nó hợp lý. Và sau đó mình bước ra mình chinh phục giám khảo bằng chính cái phần trình diễn của cả hai. Bây giờ thì Phương với lại Khang, hai người sẽ bấm chuông trước nha, để tìm xem có bài hát nào là bài hát được chương trình giao phó cho mình. Mời em qua đây. Khang có thể ngồi đó đi con. Mời em đặt tay vào nút bấm. 3, 2, 1, bắt đầu. Bài hát mà chương trình giao cho các bạn đó là bài Hôm Nay Con Bận Rồi. Chết rồi, hôm nay bận rồi sao đi hát ta? Lựa cái bài gì mà nó có điểm như vậy? Thì đó, bên đây mình muốn hát, hát cho mọi người, hát để có tiền giúp cho các gia đình. Mà giờ kêu bận rồi làm sao đây? Nhưng bận thì bận, vẫn phải hát làm sao cho hay để chinh phục giám khảo nha. Vào trong, nhớ sệt lời rồi học lời một cách nhanh chóng để có thể ra hát nha. Tiếp theo, Thành Trung với Kim Hà. Hai anh em đặt tay vào nút bấm nào. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Và dừng lại ở bài Chưa Bao Giờ Mẹ Kể. Mẹ chưa kể thì mình kể thay mẹ. Được không? Ừ.
kể làm sao cho hay, cho thuyết phục ban giám khảo nha. Và thưa quý vị, đó là hai bài hát mà các bạn sẽ song ca cùng với nhau tại vòng này. Hãy cho các bạn ấy ít phút để vào trong chuẩn bị tập luyện cùng nhau, sau đó ra đây chinh phục giám khảo cũng như là tất cả quý vị khán giả nha. Xin cảm ơn. Cố lên. Đầu tiên sẽ là cặp đôi của Thành Trung với Kim Hà. Các bạn sẽ hát một ca khúc của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, Chưa Bao Giờ Mẹ Kể. Mời các bạn và quý vị khán giả cùng theo dõi. Còn thơ bé, mẹ luôn vô về chờ che, và ánh mắt chứa chan bao điều nhiều lo lắng. Con cùng mẹ đã khôn lớn, mẹ của con càng già hơn, giọng nói ấm áp chưa bao giờ lời than vãn. Giấu riêng con bao điều mẹ nói dối con thật nhiều, để gánh vác bao cam chịu chẳng ai thấu hiểu. Dẫu khát khao đời mình và ước muốn như vô hình, dành gia đình ân nghĩa công lý. Mẹ là duy nhất trên đời, mẹ đã quá vất vả rồi, người dũng cảm tuyệt vời là mẹ. Mẹ ơi, giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người thành người tốt trên đời. Mẹ tự hào sáng hơn. Mẹ yêu ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, xin đừng lo nhớ mẹ ơi. Kể từ khi còn thơ bé, mẹ luôn vô về chờ che, và ánh mắt chứa chan bao điều nhiều lo lắng. Con của mẹ đã khôn lớn, mẹ của con càng già hơn, giọng nói ấm áp chưa bao giờ lời than vãn. Dẫu riêng con bao điều mẹ nói dối con thật nhiều, để gánh vác bao cam chịu chẳng ai thấu hiểu. Dẫu khát khao đời mình và ước muốn như vô hình, dành tất cả cho gia đình loạn im công lý. Mẹ là duy nhất trên đời, mẹ đã quá vất vả rồi, người dũng cảm tuyệt vời là mẹ. Mẹ ơi, giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người thành người tốt trên đời. Mẹ tự hào sáng hơn. Mẹ yêu ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, xin đừng lo nhớ mẹ ơi. Mẹ yêu ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ chỉ được hạnh phúc thôi. Mẹ là duy nhất trên đời, mẹ đã quá vất vả rồi, người dũng cảm tuyệt vời là mẹ. Mẹ ơi, giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người thành người tốt trên đời. Mẹ tự hào sớm thôi. Mẹ là duy nhất trên đời, mẹ đã quá vất vả rồi, người dũng cảm tuyệt vời là mẹ. Mẹ ơi, giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người thành người tốt trên đời. Cảm ơn các em, hay quá. Khác hẳn vòng đầu tiên nha, bây giờ là tự tin hơn rất là nhiều luôn, đúng không? À, các vị giám khảo cho xin ý kiến với phần trình diễn này.
Ali đi, Ali trước nè. À, đây cũng là một trong những cái bài mà Ali rất là thích. Và ngày hôm nay khi được nghe với lại hai cái giọng ca phải gọi là chỉ là những cái người mà bình thường, không có phải là những cái người nghệ sĩ chuyên nghiệp mà đứng trên sân khấu song ca với nhau rất là hòa quyện như vậy, thì Ali cảm thấy rất là vui, bởi vì tự dưng lại có được một cái sự gì đó rất là đặc biệt, một cái điều gì đó rất là mới mẻ cho một cái bài hát mà Ali thường nghe hàng ngày luôn. Và với cái tiết mục này ngày hôm nay thì so với cái vòng đầu tiên thì bạn nữ đã tốt hơn rất rất là nhiều. Và Trung thì lại khoe được cái chất giọng rất là nam tính và rất là vừa phải để mà dìu dắt một cái tiết mục song ca, nói chung là thành công tốt đẹp. Ali chúc mừng hai bạn nhé. Cảm ơn Ali nha. Và tiếp theo trong ban giám khảo, người trẻ nhì Võ Hà Trâm. Cảm ơn anh, trẻ nhì. Chị rất là thích cái bài này, rất là thích phần trình diễn của hai em. Hà hát rất là hay, hát rất là chuyên nghiệp luôn á, và bè phối cũng hay, bởi vì cái màu giọng của em nó có cái màu thổ ở trong đó và hòa quyện với cái sự nam tính và chắc chắn của Trung, cho nên là hai người hòa quyện hay lắm. Còn đối với Trung á, trời, chị thích cái phong cách của em lắm, em như là một người nông dân chân chất, cười mỉm vậy nè, mắc cỡ đồ, nói chung là rất là thiện cảm với Trung luôn á. Và bài hát này Trung cũng rất là tự tin, hai tụi em đều rất là tự tin và chị cực kỳ thích bài hát này. Xin chúc mừng hai em. Cảm ơn người trẻ nhì. Mắc cỡ đúng rồi em, tại vì thực ra là các bạn này có quen nhau từ trước đâu. Dạ. Mới bắt đầu gặp gỡ nhau trong chương trình này thôi. Trừ điểm giao lưu. Trừ điểm giao lưu mà Trâm, hai người có quay qua gật đầu chào nhẹ. Cái chào rất là tế nhị. Người con trai, người con gái lần đầu gặp nhau, tay vậy thôi, chứ không lẽ sổ sàng sấn vô nắm tay. Với lại bài này hát về mẹ anh, đâu có hát về tình yêu đâu. Giống như là hai anh em trong một nhà hát với nhau. Chứ không phải về tình yêu mà nắm tay rồi chỉ con chim, rồi con cò này kia nọ. Mấy nay chỉ chim cò hơi nhiều. Đây, bây giờ em xin mời người trẻ vô đối, anh Ngọc Sơn. Trung thì giống như một chàng trai mới ra tỉnh ha. Chàng trai mới lớn mà lại mới ra tỉnh ngỡ ngàng lắm. Gặp một cô gái gọi là lớp trưởng đi, đoàn biên đoàn trường, cho nên chàng trai gặp là bẽn lẽn là đúng, không có gì mà không đúng hết. Cái đó là một cái sự tự nhiên, với đẹp kể cả giọng hát cũng vậy nữa, giọng hát bẽn lẽn nhưng mà mọi người nghe rất là dễ chịu. Và Hà thì là có tính cách, chú thấy giọng con có cái chiều hướng xu thế phát triển rất là tốt, giọng ca có âm sắc rất là đẹp, nốt trầm đẹp và nốt trung và tầm cao có âm sắc rất là bén, hoa nào cũng có tỏa một mùi thơm rất là dịu ngọt. Chúc mừng hai con với tiết mục này nhé. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng hai bạn đã có một cái tiết mục hòa quyện thật sự và được nhiều lời khen ngợi từ các vị giám khảo. Bây giờ còn bẽn lẽn, nhưng mà làm quen với nhau đi, anh em làm quen kết bạn với nhau, để nếu như sau này mình còn có cơ hội đứng chung sân khấu nữa thì mình sẽ có cái phong cách khác, hiểu không? Có bạn gái chưa? Cầm micro nói cho mọi người nghe coi, có bạn gái chưa? Dạ rồi. Rồi. Con ơi, vậy là con hơn bác rồi đó. Không, hỏi để biết rồi thôi, chứ đâu có ý định gì đâu mà em bẽn lẽn đúng không? Ok, nếu có bạn gái rồi thì tốt, chúc mừng con bé kia. Bé nào đó không biết. Có một chàng trai dễ thương đúng không? Người bạn trai quá dễ thương. Ha. À, thôi còn đi học. Trời ơi anh, biết đâu. Cảm ơn các bạn, mời các bạn vào trong. Dễ thương quá. Dễ thương. Tiếp theo, cái cặp đôi còn lại cũng hay đây. Trung Phong và Nhật Khang sẽ đến với chúng ta với một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Nam, Hôm Nay Con Bận Rồi. Mời mọi người cùng thưởng thức. Con nhắn vài câu, nói gần đây mẹ hay bệnh đau, có đôi chút thời gian thì gọi về hỏi xem tình hình ra sao. Bỗng một chốc tôi đứng lặng thinh, mắt tôi khoe cười ngắm dòng thiên. Có phải chăng đã quá lâu rồi tôi chỉ biết lo về mình?
Nhiều lúc tôi hay bảo hôm nay con bận rồi, chỉ nói đôi ba lời vu vơ rồi thôi. Chẳng biết bên kia đâu dây ai đang nghỉ ngơi, rồi có khi buồn lo nhiều trong đêm tối. Nhiều lúc tôi hay bảo hôm nay con rất bận, rồi phóng xe đi sau với mấy đứa bạn thân. Chẳng biết bên kia mẹ đang vui hay buồn, ôm đâu thế nào. Có đôi lúc tôi biết mình sai, mà chẳng biết nói xin lỗi cùng ai. Cứ cố gắng chôn giấu âm thầm, dần quên trở thành vô tâm. Tôi hằn mong về cuộc sống sau này sẽ chẳng để mẹ thêm những lo ngại. Có phải chăng đã quá lâu rồi tôi mãi nghĩ cho tương lai. Nhiều lúc tôi hay bảo hôm nay con bận rồi, chỉ nói đôi ba lời vu vơ rồi thôi. Chẳng biết bên kia đâu dây ai đang nghỉ ngơi, rồi có khi buồn lo nhiều trong đêm tối. Nhiều lúc tôi hay bảo hôm nay con rất bận, rồi phóng xe đi dạo với mấy đứa bạn thân. Chẳng biết bên kia mẹ đang vui hay buồn, ôm đau thế nào. Nhiều lúc tôi hay bảo hôm nay con bận rồi, chỉ nói đôi ba lời vu vơ rồi thôi. Chẳng biết bên kia đâu dây ai đang nghỉ ngơi, rồi có khi buồn lo nhiều trong đêm tối. Nhiều lúc tôi hay bảo hôm nay con rất bận, rồi phóng xe đi dạo với mấy đứa bạn thân. Chẳng biết bên kia mẹ đang vui hay buồn, ôm đau thế nào. Tôi chợt nhớ về những ngày xưa, những đêm tôi mẹ hồi về chưa. Hôm nay tôi chỉ mong trở về để được nói xin lỗi mẹ. À, làm khó. Dễ thương luôn. Một bài hát hay, một bài hát đầy ý nghĩa. Nãy nghe cặp kia hát mình nó rung rinh, rồi giờ cặp này cũng vậy nữa. Rồi giờ giám khảo làm sao đây? Ăn sao ở sao được chứ mấy con người nãy giờ. Khi mà ai hát cũng hay, ai hát cũng dễ thương hết phải không giám khảo? Yeah. Dạ. Chính xác. Bây giờ thôi em cứ ngồi đi, hình ảnh đang đẹp cứ ngồi đi không sao đâu nha. Ở đây ai cũng được ngồi, một mình anh đứng anh chịu được mà. Thương anh nghĩa. Mà sao tự nhiên nói cái câu đó hơi quạo phải không? Quạo lắm. Dạ không sao, như quý vị em đùa thôi. Đây, mời giám khảo anh Ba Ngọc Sơn cho nhận xét về tiết mục này ạ. Khi Phương hát giọng hát ấm, rất là chững chạc, giọng hát đẹp, còn lên đây thì chắc chắn ai cũng sẽ rung thôi. Ngay cả những chuyên nghiệp như tôi chẳng hạn, khi tôi xúc động lên thế nào tôi cũng bị lạng một chút xíu. Chắc chắn là như vậy. Phương hát từ cái vòng đó đến vòng này thì tốt hơn nữa. Tại vì các bạn nhớ là song ca thì mỗi người phải chịu áp lực một chút xíu thôi, còn bây giờ đẩy đến bạn khác, sau đó tập trung cái hơi mình để mà hát phát hết sức mình về cái câu của mình thì rất là dễ, dễ hơn, khá nhẹ nhàng hơn là những bài hát solo. Còn Khang thì một chất giọng trời cho, nó có một cái gì ngọt ngào mà nó nhẹ nhàng lắm, nó lạ lắm ha, giống như các bạn trẻ mà tin đó. Dạ. Boys band nó kiểu vậy đó ha. Dạ. Boys band hay cái kiểu giọng đó, màu lạ, màu giọng màu lạ. Lạ, cái lạ rất là quan trọng. Những ca sĩ, những danh ca, những giọng hát đi vào huyền thoại đều có cái chất riêng của mình. Khi cất lên người ta biết giọng hát của người đó. Hôm nay con hát, khi mà con vừa hát lên, chú nghe dễ chịu đúng không? Chú nghe nó cái gì nó mang mát tình cảm sao á. Rồi chú bị cuốn vào cái giọng hát của con. Nói chung vòng này thì thực sự người tám lạng kẻ nửa cân cũng na ná với nhau, cũng không biết được đâu mà đỡ. Đối với Khang á, thế mạnh của Khang là sự bay bổng. Và trong bài hát này có lẽ là cái chân của Khang nó đau, cho nên là bài này á, Khang chưa có thực sự có cái connect
có sự kết nối chặt chẽ với lại Phương. Cái khó của song ca ở đây là khi mà chúng ta cùng hát chung một câu á, thì nó phải có cái sự đều đặn với nhau, hay là bè bố nó cũng phải có sự đều đặn với nhau, có nghĩa là chúng ta cùng một hơi thở, người này hát người kia phải nghe để cùng đi trên một con đường, không có người đi trước người đi sau. Còn lại là em vẫn đảm bảo được cái bài hát này và hát rất là tình cảm, bỏ nhỏ tinh tế và hiểu được cái bài hát nó nói cái gì. Đó là điều rất là quan trọng, mình phải biết được mình hát cái gì và cái ý nghĩa cái câu đó như thế nào, và em làm rất là tốt. Còn đối với Phương á, bài này Phương hát cực kỳ là tình cảm, bởi vì trong cái chất giọng của em nó đã có sẵn cái sự tình cảm ở trong đó rồi, và cái làn hơi mà nó đầy và nó dày của một cái chất giọng nam trung á, nó thả vào á thì nghe nó rất là phê, và chị nổi da gà, chị nổi da gà với cái bài này. Nhiều lúc tôi hay bỏ, hôm nay con bận rồi, chỉ nói đôi ba lời vu vơ rồi thôi. Và cũng như vậy, nếu như mà hai bạn cùng nhìn nhau, những cái lúc mà chúng ta hát chung, chúng ta cùng nhìn nhau đi, thì chắc chắn cái hơi thở đó sẽ cùng một nhịp, và chúng ta sẽ hát rất là đều, chỉ có một chút xíu đó thôi. Còn ngoài ra, đây là một bài hát rất là hay. Nhiều lúc tôi hay bầu hôm nay con sợt bận, rồi phóng xe đi dạo với mấy đứa bạn thân, chẳng biết bên kia mẹ đang. Phương đã làm rất là tốt để giữ một cái nền rất là êm đềm cho một bài hát, và những cái sự mới mẻ, những cái cách xử lý về âm thanh của Khang nó đã làm cho cái bài hát này nó thêm nhiều màu sắc hơn. Thì nó như là ngồi ngắm biển á anh, có nghĩa là sóng nó tạt vô, sóng nó lôi ra tạt vô, ra tới ngoài biển rồi đó, nó ra tới ngoài biển rồi đó. Đó, nó cho em cái cảm xúc gì đó nó rất là êm đềm, và cảm giác gì đó nó rất là đặc biệt. Cảm ơn các vị giám khảo nha, và chúc mừng các bạn cũng đã có một phần dự thi thành công. Còn bây giờ thì xin mời hai bạn Hà với lại Trung quay trở lại sân khấu nào. Dạ thưa quý vị, ở cái phần chinh phục này đúng là các bạn đã thật sự chinh phục được ban giám khảo bởi hai tiết mục song ca. Mà chính vì các bạn ấy chinh phục quá ngọt ngào cho nên bây giờ sẽ rất khó. Vòng này sẽ là vòng mà ban giám khảo phải đưa ra điểm số của mình. Và bây giờ là thời gian dành cho ban giám khảo. Xin mời. Khó thiệt. Giống theo gu của tôi chứ ai cũng tốt. Đừng hỏi nhau mà đừng theo hỏi điểm nhau nghe à. Nói dạ. Trước ai cho nhiêu cho. Chương trình làm khó giám khảo quá à. Giám khảo không có liếc bài nhau nghe. Đúng rồi. Thời gian dành cho các vị giám khảo đã hết. Và bây giờ chúng ta sẽ xem điểm số đến từ ban giám khảo. Xin mời bảng điểm. Trước tiên là giám khảo Ngọc Sơn. Có lẽ là giám khảo Ngọc Sơn cũng rất là khó để phân định cao thấp, cho nên là quyết định cho đồng điểm và điểm tuyệt đối là 20. Và điều đó có nghĩa là hai giám khảo còn lại sẽ rất áp lực. Phù thủy 1, phù thủy 2 tiếp tục dạ. Anh Ngọc Sơn trong chương trình hay đóng vai ông Bụt, và cái vai ác mà chúng tôi hay gọi vui là phù thủy 1 và phù thủy 2 thuộc về hai giám khảo còn lại. Tiếp theo, giám khảo Võ Hà Trâm. Và cuối cùng Ali Hoàng Dương. Đúng là ngang tài ngang sức thưa quý vị. Có hai người điểm số 59 và hai người điểm số tuyệt đối là 60. Chúc mừng Kim Hà với lại Trung Phương. Hai bạn sẽ bước vào vòng trong của chương trình. Còn với Thành Trung và với Nhật Khang thấp hơn các bạn có 1 điểm 1 thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ phải dừng lại tại đây. Nhưng các bạn vẫn sẽ có một cái phần tiền thưởng để các bạn có thể mang về để chia sẻ cho các gia đình. Xin mời giám khảo Ali hãy lên trao bảng tiền thưởng cho hai bạn Nhật Khang và Thành Trung. Không sao, mình dừng bước sớm thì những hoàn cảnh khác sẽ được trao đi những phần quà lớn hơn. Dù sao đi chăng nữa vẫn có quà đúng không ạ? Rồi, đấy, Khang. Ok, hát tốt. Đây, chú chưa gửi cho Trung, gửi về cho Quân nha. 5 triệu cho Trung, cầm đi. Đây là chị Trâm cũng giúp cho bạn bạn Quân à, nhờ Trung gửi cho Quân nha. Ali cũng... Này. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo ạ. Còn với hai bạn Trung Phương và Kim Hà, chúng ta sẽ bước vào vòng cuối cùng của chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Vòng này của chúng tôi có tên là vòng Tỏa Sáng.
lên khi đất nước không còn chia bắc nam. Chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tiền. Không biết bố bố là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ. Chuyện của cha tôi là những giấc mơ sơ dài, là xếp vuốt nghiêng chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thắm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi có những con người cảnh đôi sao vàng trên mũ. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khổ mẹ tôi đảm đang, vẫn giữ nụ cười và tiếng hát át tiếng bộ. Để rồi nay bước trên con đường đời, dù bao gian khổ trong gai đời tôi, đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Đội quân Việt Nam đi. Của cha tôi là sẽ vuốt nghiêng giờ ra, là sẽ vuốt nghiêng chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thấm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi có những con người cài ngôi sao vàng trên mũ. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khổ mẹ tôi đảm đang, vẫn giữ nụ cười và tiếng hát át tiếng bộ. Để rồi nay bước trên con đường đời, dù bao gian khổ trong gai đời tôi, đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Đơn quân Việt Nam đi. Rồi ngày tháng trôi, bao đổi thay đến với cuộc đời, thì trong trái tim tôi luôn tự hào là người Việt Nam. Màu cờ thắm tươi vẫn phấp phới với những cuộc đời, lòng bồi hồi nhớ. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khổ mẹ tôi đảm đang, vẫn giữ nụ cười và tiếng hát áp tiếng gồm. Để rồi nay bước trên con đường đời, dù bao gian khổ trong gai đời tôi, đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Đoàn quân Việt Nam đi. Sĩ Tạ Quang Thắng và sau đó là Kim Hà với ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa của nhạc sĩ Giáng Son. Và bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe lời nhận xét từ ban giám khảo nha. Xin mời Võ Hà Trâm. Hôm nay là toàn người trẻ cho nên là chọn những cái bài rất là hợp thời thượng. Những cái bài mà Trâm đều biết và Trâm đều dạy học trò của Trâm và Trâm rất là thích. Chất giọng của Phương đó là chất giọng tình. Còn mình chọn bài Lá Cờ nó hơi rock. Cho nên là về cái độ mà đáp ứng của cái giọng hát cho cái bài hát thì nó không bằng những cái bài nhạc tình nếu như Phương chọn. Trâm thấy được cái sức trẻ của một người làm công tác đoàn viên. Nhưng mà cái thiếu ở đây bởi vì đây là bài rock cho nên nó cần cái sự lửa.
cái giọng nó phải lửa rất nhiều. Và nếu như mà Phương có thêm một cái sự cháy bỏng thêm trong cái giọng hát của mình mạnh mẽ hơn nữa thì Trâm nghĩ là nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà nói chung là cái phần trình diễn của mình rất là tròn trịa. Còn với Hà đó, chị cảm thấy là em hơi mạo hiểm khi mà chọn bài hát này, bởi vì đây là một bài hát rất là khó, nó treo rất là nhiều và nó cũng xuống thấp nữa, tới quãng nó nhảy liên tục như vậy. Cái giọng hát của Hà thì phần cao rất là lợi thế, tuy là giọng trung nhưng phần cao của em nó ổn định hơn cái phần trầm của em nó hơi bị mất, cho nên những cái đoạn nó xuống trầm nó cứ ta 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 thì cái những cái nốt trầm nó lại bị mờ đi đó, thì nó chị bị tiếc cho cái bài hát này ha. Cho nên mình rút kinh nghiệm cái phần chọn bài ha. Còn ngoài ra là cái sự nhẹ nhàng dịu dàng trong cái bài hát này em làm rất là tốt, chúc mừng Hà nhé. Cảm ơn giám khảo Hà Trâm. Mời giám khảo Ali. Giọng Hà thì Hà về cục hơi nó ở những cái tốt thấp á, thì nó chưa thật sự chắc chắn để cho em có thể rõ lời, thì cái này mình có thể khắc phục được, học cô Trâm chẳng hạn để mà mình khắc phục những cái nốt thấp hơn. Còn lại ở những cái khoảng vang và khoảng sáng của em nó rất là đẹp, cho nên là cái điều đó nó rất là lợi thế cho em nếu em theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Phương thì là một trong những cái chất giọng mà đúng như chị nói rất là tình, và khi hát một cái bài nó hơi tiết tấu thì em lại bị chỉnh chu quá, và đó cũng là một trong những cái điều nó không phải là dở nhưng nó thiếu một xíu cá tính. Thật sự đây cũng là một trong những cái bài toán tiếp tục phải giải rồi đó, tiếp tục phải giải ai là hơn ai nữa rồi. Mà 100% theo anh á thì anh nghĩ vậy là vừa rồi. Dạ không, tại họ vì này em... khác, họ này khác, họ này em sao? Hơi khó tính. Vừa dạ chưa? Em cũng thấy chỉnh chu. Hai ba họ thì hai họ ủng hộ, còn một họ thì có thể đòi hỏi cao hơn một chút. Làm vô ba họ thôi. Nhưng mà đa họ cũng đại diện cho 100 họ ha, cho đại gia đình đã nghe. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Và bây giờ sẽ là thời gian để các vị giám khảo đưa ra điểm số dành cho hai bạn Trung Phương và Kim Hà. Xin mời. Dạ, thời gian đã kết thúc. Thưa quý vị, ở vòng thi này thì điểm số của ban giám khảo quyết định 60% điểm tổng của các bạn. 40% còn lại chúng ta sẽ căn cứ dựa vào cái phần chấm điểm của máy chấm điểm thông minh. Và bây giờ chúng ta xem điểm số từ phía ban giám khảo. Xin mời bạn điểm. Trước tiên sẽ là điểm số từ giám khảo Ali Hoàng Dương dành cho Kim Hà. Mười chín điểm và Trung Phương 20 điểm. Tiếp theo xin mời điểm số từ giám khảo Ngọc Sơn. 19 điểm dành cho Kim Hà và 20 điểm dành cho Trung Phương. Cuối cùng giám khảo Võ Hà Trâm. Và giám khảo Võ Hà Trâm dành cho Kim Hà số điểm là 18 điểm. Dành cho Trung Phương số điểm là 19 điểm. Tổng điểm của Hà đang có là 56 và Phương là 59. Và đây mới là 60% điểm từ ban giám khảo, vẫn còn 40% điểm đến từ máy chấm điểm thông minh của chúng ta. Và hãy cùng chờ xem điểm số cuối cùng của các bạn ấy sẽ là bao nhiêu. Xin mời. 96 điểm và Trung Phương 98 điểm. Xin chúc mừng Trung Phương. Và như vậy là Kim Hà, em sẽ tạm biệt gì trong ngày hôm nay. Nhưng mà anh nghĩ rằng là với những gì mà em thể hiện cũng như là cái tinh thần mà mình mang đến, nó còn giá trị hơn rất là nhiều so với cái điểm số. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ sẽ là phần thưởng đến từ chương trình. Xin mời hai giám khảo Ngọc Sơn và giám khảo Võ Hà Trâm sẽ mang hai phần thưởng đến cho hai bạn Kim Hà và Trung Phương. Kim Hà sẽ nhận số tiền thưởng là 14 triệu đồng và Trung Phương sẽ nhận số tiền thưởng là 20 triệu đồng. Tất cả những số tiền này sẽ gửi đến cho những gia đình, những câu chuyện mà các bạn mang đến hát mãi ước mơ ngày hôm nay. Và hình như là hợp giám khảo Võ Hà Trâm vừa mới chia sẻ thêm một phần của mình đến cho Bảo. Cho Bảo ha. Dạ. Cảm ơn Trâm rất là nhiều. Và xin mời Ali Hoàng Dương. Dạ. Cùng với mọi người lúc nào.
Thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay chúng ta đã đến với một cái phần thi rất là hấp dẫn, rất là thú vị, đến từ bốn người bạn. Họ đến đây để kể cho chúng ta nghe những câu chuyện, và qua đó chúng ta sẽ lan tỏa những cái thông điệp yêu thương. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều, và xin gửi lời chúc đến cho tất cả những gia đình là những nhân vật của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có nhiều sức khỏe và sẽ vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này. Cảm ơn tất cả các bạn, và cảm ơn các vị giám khảo Ali Hoàng Dương là giám khảo khách mời, anh Ngọc Sơn và giám khảo Võ Hà Trâm, cũng như là gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã yêu thương, đã quan tâm theo dõi chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Hát Mãi Ước Mơ xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Điền Quân Group thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Trong đêm mộng lành vẫn hay về qua, hát lên tiếng hát yêu thương cho đôi chân bình yên cất bước, hát lên hát mãi ước mơ trong ta từng giờ trái. Chuyện tình người.